Vũ Nhưng Thật với những câu nói hay về cuộc sống. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình, chỉ vì mình không ăn thịt nó. Người làm thường không nói, người nói chưa chắc đã làm. Người có, không khoe, người khoe chưa chắc đã có. Thẳng thật thì mất lòng, được lòng chưa chắc thật. Làm nghìn việc tốt không ai nhớ, chỉ một lần sai đã thất thời. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của ta. Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời. Nó biến không thành có, biến trắng thành đen. Đồng xu tuy hai mặt nhưng có một mệnh giá. Con người tuy một mặt nhưng sao lại hai lòng. Thực ra, có những kẻ mà có bao nhiêu lòng, bạn không thể biết được. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Hôm nay có thể khiến bạn mỉm cười, ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Con người thật đáng sợ. Họ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo đúng ý họ trong khi họ chưa một lần nhìn lại chính mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ, bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả. Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn. Họ chia sẻ với những lời tâm sự của bạn, không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác. Tiền là thứ rất sắc, nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn.